Xin chào tất cả các anh em. Thì rất nhiều anh em hỏi tôi về cái việc mà sử dụng cái phụ gia mà khi mà sử dụng cái máy phun vữa sát tường ấy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói chi tiết và rõ tại sao anh em phải dùng phụ gia và cái phụ gia này nó có tác dụng gì. Đây là hình ảnh cái vữa mà bác thợ làm trộn bằng cách thủ công đấy, có nghĩa là không có phụ gia. Thì lát nữa tôi sẽ so sánh cho anh em xem. Đây là cái vữa mà tôi sẽ sử dụng cái tiết phụ gia này. Tôi cho vào vữa. Là lúc nãy tôi cho một ít rồi đấy anh em ạ. Đấy. Thì chỉ cần là một ít phụ gia thôi. Thì đây tôi đảo trước nhé. Trước cái vữa là có phụ gia đây anh em. Để anh em hiểu tại sao phải dùng phụ gia. Ok. Thì đây là chính là cái vữa mà vữa tường này. Để tôi sẽ chờ bác thợ. Bác là bác gì ạ? Bác rộng. Để bác đảo cái vữa này để cho đều đó. Đấy. Tôi sẽ xin một ít cái vữa tường này để anh em xem. Đây, bác đảo khá là đều rồi. Đây, ví dụ như thế này nhá. Tôi sẽ bốc một ngụm vữa lên này. Anh em thấy không? Đây là vữa tường bác rộng vừa trộn này. Thì tôi sẽ bóp tay này. Được chưa? Tôi bóp chặt này. Anh em thấy không? Tôi bóp chặt này. Được chưa? Anh em thấy chưa? Tôi mở ra này. Anh em có thấy cái cục vữa này không? Đấy, đây tôi bóp chặt này. Đây, tôi lấy một cái khác này. Thấy chưa? Bóp này. Mở ra này. Thấy chưa? Anh em thấy không? Thì đó chính là cái này chính là nguyên nhân chúng ta phải dùng phụ gia. Nếu không dùng phụ gia thì khi mà bơm nó sẽ rất là dễ dàng bị tắc ống. Đấy. Tắc ống vì cái này. Còn tôi sẽ thử cho anh em xem cái vữa có phụ gia là như thế nào nhá. Đây, đây chính là bên mà tôi đã cho cái phụ gia bắt phun vào. Thì tôi sẽ bốc một cục vữa này. Anh em thấy này, đấy, đồ dẻo này. Đồ dẻo cũng rất là dẻo, anh em thấy không? Và tôi này, tôi sẽ bóp này. Nha anh em xem này. Mở ra này. Sạch hoàn toàn. Anh em thấy không? Rất là vi diệu đúng không? Đây. Này, bóp này. Mở ra này, vâng. Là cái cát là nó tuồn hết ra khỏi cái lòng bàn tay. Đây anh em xem lại nhá. Nó thường này. Đây, vữa tường này, bóp này, bóp cái chặt nha, đây, vừa ra này, anh em thấy không, cục cát này, bóp này, bóp chặt này, vừa ra này, đấy, ngược lại này, anh em xem vữa này, bóp này, vừa ra này, đấy, nó rất là linh động, đấy, thì đến đây là tôi muốn nói với anh em là, thứ nhất là cái công dụng của cái phụ gia ấy, là nó giữ nước cho vữa, nó tăng cái độ linh động này, cái độ dẻo linh động này, đấy, tăng cái độ linh động, đấy, tăng cái độ bám dính, chống cái chảy xệ. Tôi cũng xin giải thích cho anh em, cho các bác nhiều bác gia chủ nhà hiểu là cái phụ gia này ấy, là nó giữ nước cho vữa, vì thế nên là nó giúp cho vữa chỉ có tốt hơn thôi. Khi mà cái tường của chúng ta nứt thì chủ yếu là do cái vữa lúc thi công là bị mất nước. Đấy, thì là đó là cái nguyên một trong những cái nguyên nhân là dễ nứt nhất là mất nước. Tuy nhiên khi mà anh em dùng phụ gia này thì là phụ gia nó đã giữ nước cho vữa rồi, thì là yên tâm là hạn chế tối đa về mặt nứt tường, nứt vữa và cái độ chắc của cái vữa khi mà đạt cường độ nó cực kỳ là chắc và chắc hơn, nó không bị giòn nhưng mà nó rất là chắc. Đấy. Thứ hai nữa là khi mà sử dụng cho máy máy phun ấy thì nó hạn chế được việc tắc ống, hạn chế được việc tắc ống rất là nhiều vì vữa nó rất là linh động và độ dẻo của nó rất là dẻo, dạng như kem đánh răng anh em ạ, như kem đánh răng đấy. Thì đó chính là cái tại sao mà chúng ta phải dùng phụ gia đấy. Và chi phí vào một mét vuông tường khi mà anh em sử dụng phụ gia thì tầm trên dưới 1.000 đồng thôi. Những cái vấn đề chi phí thì có thể là tôi sẽ không nói kỹ, tuy nhiên thì anh em cần tư vấn anh em sẽ alo cho tôi. Thì anh em có thể yên tâm là đối với cái vữa này khi anh em phun lên ấy là anh em làm phun đến đâu vẫn gạt thước đến đấy, thấy chưa, là nó chờ khoảng tầm 5 phút thôi, có nghĩa là khi mình phun được đoạn tường này mình phun đến giữa là bắt đầu anh em làm mặt được rồi đấy. Thứ hai nữa là ưu điểm của cái vữa này là gì, có nghĩa là khi mà ví dụ anh em lỡ phun cái diện tích lớn và nó hơi khô hơi cháy một chút thì anh em cũng có thể là tạt nước và gạt thì anh em vẫn làm được,
đó chính là cái ưu điểm của cái bữa này. Hoặc là khi anh em trộn nó hơi một cái khối lượng hơi lớn mà qua buổi trưa, buổi chiều anh em để cho nước vào và anh em có thể làm lại là nó không bị khô bữa. Thì đấy là cái lý do là hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em giữa cái bữa có phụ gia và bữa không có phụ gia. Thì đến đây thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã theo dõi cũng như ủng hộ Sotaro. Mọi cái thông tin chi tiết và cái cần tư vấn anh em có thể alo lên số 0965752222 và có thể gặp tôi là Sơn. Anh em nhớ subscribe theo dõi và like cái video lên YouTube. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em.